Hello, xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bầm TV Điện Máy Trang Huề. Thì ngày hôm nay em có một ít hàng trưng bày mất vỏ hộp, đâm ra em thanh lý giá rẻ sập sàn cho anh em nhà mình luôn. Toàn bộ đều là hàng chất lượng anh em nhé. Ngày hôm nay thì hàng trưng bày em bỏ ra, đôi khi là vỏ hộp trẻ con nó nghịch mất này, rồi là ông bà già bán đồng nát này. Đấy, nên là không còn vỏ luôn. Còn mỗi gọi là còn máy nguyên á, còn máy nguyên. Là em thanh lý mỗi mã thì còn rất là số lượng rất là ít thôi, 1-2 sản phẩm thôi. Thanh lý giá rẻ sập sàn luôn. Anh em nào có nhu cầu thì có thể là alo trực tiếp nhá. Alo trực tiếp qua các đầu số em để trên màn hình, đó là 0929 826 628 này, hoặc 0982 826 628 anh em nhá. Đầu tiên này, đầu tiên anh em lên cho em là những cái máy thổi bụi, hút thổi bụi của con Makute. Con này thì có đúng khoảng là 3 máy như trên hình luôn. Có đúng là 3 máy như trên hình. Thì em sẽ những sản phẩm nào em lên thì em sẽ để mã anh em nhé. Anh em check mã giúp em nhé. Bởi vì là cái hàng là hàng trưng bày nên là số lượng nó khá là ít. Và em bán thì em sale giá rẻ sập sàn, nên anh em chốt cho mã cho em. Đây này, lên cho em này. Con máy hút thổi bụi của Makute. Con này công suất của nó là 600W, vòng tua là 13.000 vòng 1 phút và lưu lượng gió là 2,3 mét khối 1 phút này. Máy như thế này, hàng công ty anh em nhớ. Thực ra là trưng bày ở cửa hàng, có khi vỏ hộp để ở dưới thì trẻ con nó nghịch rồi mang đi nó chơi. Đấy, giá tới tay các bác bình thường này đang bán là 350. Mất vỏ hộp bán luôn cho anh em là 300.000, miễn phí vận chuyển. Con này có 3 con nhá. Lên cho em con này là mã B1 các bác nhá. Lên cho em con này là mã B1 này. Rồi, B1 cho em này. Ok này, 300k cho em, miễn phí vận chuyển cho anh em luôn. Anh em nhận hàng anh em đều được kiểm tra hàng trước thanh toán nhớ. 300.000 này. Tiếp theo này, tiếp theo lên cho em là những cái máy mài. Máy mài thì giá rẻ sập sàn luôn. Máy mài trời ơi, máy mài treo lên giá kệ mà ở dưới vỏ thùng thì gọi là bay màu luôn. Nhà em trẻ con thì khá là nhiều, mấy đứa con em nó cầm nó nghịch bỏ nó chơi. Chơi đồ hàng nó các bác ạ. Trời ơi, hôm nay là bán giá rẻ sập sàn cho anh em nhà mình luôn. Lên cho em đầu tiên này. Đầu tiên này cho em có những con máy mài Kimco Naki. Kimco Naki có 3 con như thế này. Công tắc có bóp luôn anh em nhé. Công tắc có bóp, con này công suất là 850W này. Tem nó bỏ ra nó bóp luôn này. Tem thì nó bỏ ra nó bóp luôn. Đây, công suất 850W này. Vòng tua 11.000 vòng 1 phút và lưỡi là lưỡi 1 tấc. Cam kết anh em dây đồng 100%. Có đầy đủ dụng cụ chắn, tay mở với tay cầm phụ luôn. Còn 3 con giá cho các bác là 320.000, miễn phí ship nhé. Lên cho em là mã B2 cho em. B2 cho em anh em nhé. 320k. Có 3 con thôi nhá. Có 3 con, công tắc cò bóp như thế này. Anh em nào mài nhiều lên cho em con này cho em. Các bác mài nhiều các bác cứ chuyển những con cò bóp. Nó dễ dàng, nó an toàn, sử dụng cho anh em nhà mình luôn. Đó, rất là tiện lợi này. Tiếp lên cho em là những cái con máy. Con này lưỡi 1 tấc 25. Một tấc 25 đây. Đây, trẻ con nghịch đây, thùng này. Đây, cái hộp của nó đây. Bóp méo luôn. Bình thường bán 750, ngày hôm nay bán cho anh em bao nhiêu ạ? 700.000 luôn cho em nhé. 700k cho em luôn. Lên cho mã B3 nhé. B3 700k, bình thường 700k các bác mua chỉ là những con hàng một tấc thôi. Đây, lên cho em con hàng 1 tấc 25, hàng của công ty, hàng của Kenmax bảo hành 6 tháng cho anh em nhà mình luôn. Chỉ có mỗi điều là nó bị bay vỏ hộp thôi. KM125, công suất 1.400W anh em nhé. Vòng tua là 10.800 vòng 1 phút. Sàng theo xài công nghệ của Nhật anh em nhé. B3 cho em 700k, con này có 1 con thôi. Có 1 con cho em nhé. Đây, tiếp lên cho em con máy mài của Seiko. Máy mài Seiko công nghệ Nhật. Đây, vỏ nó đây. Vỏ gọi là tan nát luôn. Vỏ tan nát luôn, đây là bán cho anh em 330.000 luôn. Con này bán hơn 400 luôn. Đây, con này còn có này, dụng cụ chắn này, tay mở và tay cầm phụ luôn anh em nhé. Rồi, bảo hành phiếu bảo hành của anh em luôn. Bình thường bán là hơn 400.000. Có đúng là 3 con. Con này cũng có đúng là 3 con bị bay vỏ hộp. Bởi vì là hàng trưng bày, tâm ra là trẻ con rồi là gọi là các bà không biết là các bà mang ra bán đồng nát cái vỏ thùng, đâm ra là sẽ còn lại máy thế này. Nên là em mới thanh lý giá rẻ thôi.
chứ hàng mới, hàng 100% là hàng mới rồi, hàng công ty, hàng chất lượng, bao cam kết tới tay anh em nhà mình luôn. Thanh lý cho anh em 330.000, bên em miễn phí vận chuyển cho anh em nhà mình luôn. B4 cho em nhá, B4 cho em nhá. Anh em đặt hàng alo trực tiếp, các đầu số em để trên màn hình nhá. 330 này, bình thường bán hơn 400 luôn. Đấy, bác nào mua được bác đấy sướng. Bác nào mua được bác đấy sướng luôn. Rồi đây, máy mài của Hukan. Máy mài Hukan con này công suất là 800W này, vòng tua 11.000 vòng 1 phút. Hukan nạ 1056. Hàng công ty, hàng chính hãng, bảo hành 6 tháng cho anh em luôn. Công tắc là công tắc đuôi chuột cho các anh mình luôn nhá. Công tắc đuôi chuột này. Giá tới tay anh em là 390.000. Bên em miễn phí ship này. Lên cho em là con B5 này, 390k cho em nhớ. Rồi, tiếp lên cho em này một con là mã SSH cho em này. Lên cho em là con mã SSH. Con này thực sự ra là đã thanh lý rồi, nhưng mà khách lại gọi là không nghe điện thoại. Đấy, nên bán luôn anh em tiếp này. B6 330.000 cho em. Hàng cực kỳ ngon, toàn bộ đều là hàng chất lượng, và em thanh lý giá rẻ sập sàn luôn. 330.000 miễn phí vận chuyển toàn quốc nhá. Mã B6 con SSH công suất của nó lên đến khoảng là 720W, là công suất chuẩn luôn. Motor đồng 100%. Hôm nay thì rất là nhiều các cái mã mà em thanh lý giá rẻ sập sàn, bởi vì nó bị ướt vỏ hộp. Bị ướt vỏ hộp nên thanh lý giá rẻ luôn anh em nhá. Rồi lên cho em những cái thân chuyên vít này. Lên cho em những cái thân bu lông, xin lỗi anh em. Thân bu lông đầu rỗng này, có thân màu vàng và có thân màu cam cho em. Bu lông đầu rỗng nó xài chân pin phổ thông, chân 4 phân này. Bu lông của Hunterman. Các bác vừa có thể siết ốc, vừa bắn vít bắn tôm luôn cho em nhớ. Thân máy cho em nhớ còn đúng khoảng 6 cái thân máy. Còn đúng là 6 con thân máy nên em cũng bán giá rẻ cho anh em nhà mình luôn. Thân màu vàng giá cho các bác là 380.000 cho em, miễn phí vận chuyển toàn quốc này. Thân màu cam thì giá cho anh em là 400. Thân vàng lên cho em là mã B7 anh em nhớ. B7 này 380.000. Và B8 là 390.000. Anh em nhớ, à xin lỗi, 400.000 nhớ. B8 này 400.000 cho em. Toàn bộ em miễn phí vận chuyển toàn quốc cho anh em nhà mình luôn. Anh em nhận hàng được kiểm tra cho em trước khinh toán nhớ. Rất là ngon, những cái mẫu mà gọi là số lượng còn ít nên là sẽ bán giá rẻ sập sàn. Anh em nhận hàng thì đều được kiểm tra hàng cho em trước khi thanh toán anh em nhé. Anh em lên tiếp cho em là những cái con máy mài của Daken. Các bác biết rồi, em bán 450 cái mã này, 450.000 cái mã này luôn. Nhưng mà hiện tại có 1, 2, 3, 4, 5 5 con công tắc đuôi, 5 con công tắc đuôi mà nó bị bay màu hộp. Mà em chẳng biết là, không biết là trẻ con nhà em nghịch hay như thế nào mà không thấy hộp đâu cả. Bán luôn cho bác là 400.000 và em miễn phí vận chuyển toàn quốc cho anh em. Giá này là giá không có lợi nhuận rồi, khẳng định với anh em luôn. Lên cho em con B9 nhá, có 5 con này. Lên cho em mã B9 5 con cho em. Công suất của nó là 950W, vòng tua 11.000 vòng 1 phút cho em. B9 này 400.000 cho em nhá. 400.000 là em miễn phí ship luôn. Anh em nhận hàng anh em đều được kiểm tra hàng trước khi toán đấy. Rồi, ngoài ra là anh em mà làm nhiều đi làm công trình này, anh em đi làm thợ thuyền, thợ chinh chiến công trình thì các bác gọi là rất là cần những cái, thứ nhất là cần ánh sáng, thứ hai là cần quạt mát. Thì lên cho em những thân đèn, thân đèn và thân quạt cho em nhé. Thân đèn và thân quạt cho em. Con này thân đèn cho anh em này. Rồi, thân quạt và thân đèn rất là mát luôn. Thân này thì xài chân pin phổ thông, chân 4 phân cho em. Bác nào ở nhà có những cục pin chân phổ thông này cho em, các bác có thể là gắn cho em những cái thân quạt thế này. Mát dã man luôn anh em ạ. Mát dã man luôn. Thân quạt đường kính của cánh quạt đó là 19 đến 20cm này. Còn cái đường kính lồng quạt là 22 đến 23cm. Giá tới tay anh em là 300.000. Em miễn phí vận chuyển toàn quốc này. Còn thân đèn, thân đèn là 16 bóng led, rất là sáng, siêu sáng luôn. Chân pin phổ thông, chân 4 phân cho em các bác nhé. Thì cái thân đèn thế này các bác có thể gập lên gập xuống này. Anh em làm đồng, làm đêm, làm công trình chiến thì anh em có thể lên cho em những cái thân đèn như thế này. Giá tới tay các bác là 220.000. Rồi, miễn phí ship luôn. Rất là sáng luôn. Đây này, rất là sáng anh em nhé. Wow,
combo các bác mà mua, các bác mà mua một thân quạt, một thân đèn combo là 500 ngàn cho anh em luôn. Anh em thường thường các bác làm thợ thuyền nhiều, các bác rất là dư pin. Đấy, có những cục pin rồi, anh em lấy cho em thân máy nhá. Thân quạt, thân đèn cho em, combo 500 ngàn cho em đây. Tiếp lại lên cho em là những cái cưa gập, cưa xếp này. Miền Nam hay gọi là cưa xếp, còn em ngoài Bắc em gọi là cưa gập. Con này thì cái cưa gầy thì giá cho anh em là 80 ngàn cho em nhé. 80 ngàn, tiện lợi và đa di năng này. Rất là tiện lợi và đa di năng luôn. Rồi này, lên cho em là những cái đây, còn ít kìm này. Còn ít kìm, đĩa xích tròn cho anh em luôn này. Kìm nhà em có kìm nhọn này, kìm nhọn của hàng của HD này, giá là 45 ngàn cho em này. Đĩa xích tròn, người ta bán 90 ngàn, 9 mấy ngàn. Nhà em bán 70 ngàn cho anh em này. Tiếp này, cái bộ khẩu này. Bộ khẩu, à quên. Tiếp này, lên cho em là cái bộ mũi khoan tháp, bộ 3 mũi này. Bộ 3 mũi này, giá cho anh em là 140 ngàn cho em nhé các bác nhé. 140 ngàn luôn. Tiếp này còn một ít những cái máy chuyên vít điện. Chuyên vít điện anh em ơi, chuyên vít điện nhá. Lên cho em mà có 3 máy thôi. Có 3 máy thôi anh em ơi, nên là em sẽ lên mã cho anh em luôn. 3 máy giá tới tay các bác là con này là 400 ngàn này, 400 ngàn. Lên cho em là mã B10. B10 cho em nhá, 400. Con này còn đúng có 3 máy thôi. B10 400k cho em. Miễn phí ship, hàng này đã là hàng ôm thanh lý rồi. Mà hôm nay vẫn còn sót là 3 con luôn. Vẫn sót là 3 con, chuyển vít điện rất là khỏe luôn anh em nhá. Rất là ngon luôn, bình thường bác mua. Con này làm hàng mất tem mác. Bình thường các bác mua ngoài thị trường cũng vào khoảng là, gọi là em nhập được gọi là giá một nửa rồi anh em ạ. Bình thường bác mua 8-900, những con chuyển vít như này. Ngày nay bán cho anh em 400 ngàn cho em. Miễn phí ship luôn. Đây cho em mã B10 nhá. Tiếp lên cho em những cái bộ khẩu này. Bộ khẩu 10 món, à 12 món. Bộ khẩu 12 chi tiết có cần tự động, có cái tay nối dài, có 10 khẩu, gọi là 10 khẩu ngắn cho em nhá. Đấy, lên cho anh em là 200 ngàn. 200 ngàn. Bên em miễn phí ship cho anh em luôn, một cần tự động, một đầu nối dài và bộ 10 khẩu luôn này. Đấy. Tiếp lên cho em là những cái bộ bơm 2 piston cho anh em luôn. Anh em bơm lều, bơm bóng, các bác bơm xe đạp, điện, xe máy. Anh em bơm ô tô 4 chỗ lên cho em con này. Con này bơm tối đa là 150 PSI và 13. 13 có nghĩa là 10 ký cho em nhá. Giá tới anh em là 230 ngàn. Em miễn phí vận chuyển toàn quốc. Anh em nhận hàng được kiểm tra hàng cho em trước khi thanh toán đây. Đây đây, còn duy nhất cái một bộ con cưa gỗ này. Cưa gỗ của Hukan này. Bay màu hộp luôn, hộp không thấy đâu cả. Có thể là do bị ướt hộp và có thể là do bị trẻ con nó nghịch hộp. Không còn hộp nên là bán giá thanh lý cho anh em. Bình thường bán con này là 850 đến 900 rồi. Ngày hôm nay bán cho anh em là 750 ngàn, miễn phí ship. Có một cái hộp bình thường các bác bán đồng nát, cái vỏ hộp được khoảng 2-3 nghìn. Đây nhà em bay mất hộp em bán gọi là giảm đến cả 100 nghìn một con máy cho anh em luôn. Cam kết giá rất là rẻ luôn anh em nhớ. Con này thì có đúng một con thôi. Lên cho em mã là B11. Con này công suất của nó là 1500W, vòng tua là 6000 vòng 1 phút và lưỡi là 1 tấc 85. Có tặng kèm lưỡi cho anh em này. Đây, full đồ cho anh em luôn. Có một đôi than đi kèm luôn anh em nhớ. Giá là 750 cho em. Lên cho em mã là B11 cho em nhớ. B11 cho em có không? B11 này, Hukan này. À, con này bán rất là nhiều rồi. Chất lượng thì không phải gọi là không phải nghĩ đâu anh em ạ. B11 750k cho em. Miễn phí ship luôn rồi. Wow, nhìn nhà này 7,5 triệu rồi. 750. Lên cho em con B11 cho em nhá. Miễn phí vận chuyển toàn quốc, anh em nhận hàng đều được kiểm tra hàng cho em trước khi thanh toán này. Rồi tiếp lên cho em này. Tiếp lên cho em, trời ơi. Rất là ngon luôn. Anh em lên cho em những cái máy hàn. Máy hàn các bác dùng có thể hàn được gọi là que 1.6 đến 3.2. Anh em gọi là hàn tối đa cho em là hàn que 3.2. Các bác kéo liên tục cả ngày nguyên ngày. Anh em kéo cho em que 2.5 này. Con này hàn công nghệ IGBT inverter tiết kiệm điện này. Mã ARC200F. Hàn được từ, có điều chỉnh dòng hàn từ 20 đến 200A này. Nút quá tải nhiệt, nút báo nguồn cho em. Con này có đầy đủ phụ kiện cho anh em luôn. Bảo hành 1 năm cho các bác nhá. Ken mắc logo dập nổi một bên này. Hàng công nghệ Nhật cho anh em nhà mình luôn. Con này thì có tặng anh em có đầy đủ phụ kiện luôn này. Dây kìm hàn này, dây kẹp mát này, búa gõ xỉ này,
và mo hàn để che chắn mắt cho anh em luôn. Mo hàn để che chắn mắt cho anh em luôn. Dây đeo luôn anh em nhớ. Tới đây các bác 950.000. 950.000 bên em miễn phí vận chuyển toàn quốc. Anh em lên cho em con này là mã B12 cho em nhớ. B12 cho em 950.000 cho em nhớ. B12 950k bao phí ship cho anh em luôn này. Tiếp này em có đúng một cái bộ lam xích, bộ lam xích gắn máy mài. Con này thực ra là con này thì không phải là mất hộp mà là nhân viên em không biết, nhân viên em là vứt hộp đi. Đấy. Đây là em thanh lý giá rẻ cho anh em nhà mình luôn. Bình thường bán 180 miễn phí ship này. Ngày hôm nay còn có đúng một hộp này bán cho các bác là 150.000 đi. 150.000 cho em lên trên mã B13. B13 là 150.000 cho em. Đấy, bình thường cái vỏ hộp bán ra ngoài không được 1.000. Đây mất vỏ hộp bán giảm cho bác luôn là 30-40 ngàn, gọi là bán không lợi nhuận cho anh em luôn, rất là sướng luôn. Đầy đủ luôn anh em nhé. Đây, tất cả đây, một bộ của nó đây. Chứ còn là bay cái vỏ hộp thôi. Vỏ hộp là không biết là vứt đi cho nên là gọi là còn nguyên thế này. B13 150 cho em này. Tiếp cho em là những cái mỏ hàn này, cái mỏ hàn sung này. Mỏ hàn nhiệt, gọi là mỏ hàn thiết. Anh em nào có thể gọi là hàn thiết này. Con này có 200W này, 400W và 600W này. 200W sẽ dùng cho bác dùng gia đình. Hàn điện tử, linh kiện điện tử này 300.000 mà em miễn phí ship này. Hàng gọi là làm nóng rất là nhanh luôn. Hàng thiết bao sướng cho anh em nhà mình luôn nhá. Bình thường các bác dùng những con hàn mà công suất khoảng 70-100W thì nó rất là kém. Rồi lên cho em con hàn 200W này, 400W và 600W. 400W thì phục vụ anh em mà các bác hàn những cái gọi là bình ắc quy ấy, lên cho con này làm xe máy đấy. 600W các bác làm ô tô này. 200W thì giá cho anh em là 300.000 miễn phí ship này. 400W là 380.000 miễn phí ship. Và 600W là 500.000 bên em miễn phí vận chuyển toàn quốc anh em nhớ. Đây, tiếp này em còn đúng một cái con thổi bụi đích tông này. Con này là bán là 450-480 này. Nhưng mà có đúng một con là không thấy vỏ hộp đâu cả. Công suất 750W cơ. Đấy, mã là DK750EB. Còn đúng một con bán cho anh em là 400.000 cho em nhé. 400.000. Con này lên cho em là mã B14 400k cho em nhé. B14 này, 400k này. Đấy. Con này công suất 750W luôn anh em nhé. 750W mà có điều chỉnh được cái tốc độ hút thổi luôn. 400k cho em. Rồi tiếp lên cho em này. Tiếp lên cho em là những cái con máy xít ốc này, xít bô lông của Hitachi này. Bình thường anh em mua một cục pin là 250, bèo cũng phải 200. Ngày hôm nay lên nguyên một bộ cho em, lên nguyên một bộ bô lông Hitachi. Con này thì ở thân bô lông đầu rỗng kiêm vít kiêm tôn này, vừa có thể xít ốc của bán vít bán tôn được luôn cho em này. Đây, rất là ngon luôn. Bô lông đầu rộng anh em nhớ, có đèn led, có đảo chiều soi sáng đầy đủ luôn. Giá tới tay anh em 720.000 một bộ cho em. Gồm một thân máy, 2 pin 10 cell, một sạc bàn, một hộp đựng, một khẩu 22, một dây đeo đi kèm. Hàng động cơ không chổi than. Động cơ không chổi than cho anh em nhà mình luôn nhá. Lên cho em con này là mã B16 720.000 cho em nhá. B16 cho em. Đấy. 720.000 miễn phí vận chuyển cho anh em luôn. Nhận hàng kiểm tra hàng đầy đủ trước khi toán này. Rất là ngon này. Đấy. Tiếp lên cho em là những cái máy rửa xe. Rửa xe thì anh em không còn khác lạ gì với em rồi. Không còn khác lạ gì khi các bác mua hàng em khá là nhiều. Rửa xe Tanaka về chúng em bán là 1.350.000 miễn phí ship. Hàng có chỉnh áp công suất là 2.500W anh em nhé. Có chỉnh áp luôn anh em này. Có dây rất là dài luôn. Ngày hôm nay thực sự ra là cái vỏ hộp là em không thấy đâu. Hàng trưng bày tại cửa hàng không thấy vỏ hộp đâu. Bán cho anh em 1.200.000. Em miễn phí vận chuyển toàn quốc cho anh em luôn. Nhận hàng anh em được kiểm tra hàng cho em trước khi toán nhé. Đấy, rất là ngon luôn. Các bác vỏ hộp anh em ra ngoài mua đồng nát 1.000, 2.000 thì em thiếu vỏ hộp em bán giảm cho bác hàng 100-150 liền. Đấy, còn con Hukan nữa. Con Hukan cũng có một con gọi là hàng trưng bày tại cửa hàng mà bây giờ hiện tại không thấy cái vỏ hộp nó đâu. Bán tới tay anh em nhà mình luôn. Con Tanaka này, lên cho em là mã B17 cho em nhé. Lên cho em là con mã B17 này. B17 cho em con Tanaka 1.2 triệu. Con này có một con thôi nhé.
P17 này, 1.200.000 cho em, miễn ship cho anh em luôn. Đấy, vỏ hộp thì không có để bán luôn 1.200.000 này. Con Huka bình thường bán là 1.600.000 này. Ngày hôm nay bán 1.450.000 B18 cho em nhá. B18 1.450.000. Đó là không có vỏ hộp anh em nhá. Bán gọi là thứ nhất là hết lãi, cái thứ hai là gọi bán giá này cho anh em gọi là giá lỗ sập sàn luôn rồi. Và chỉ có đúng một con là không có vỏ hộp thôi các bác nhá. Anh em nào có nhu cầu thì có thể alo trực tiếp cho em này. Tiếp cho em này. Còn con Dalot này. Dalot 13 ly hàng động. Dalot 13 ly này. Con này hàng động cơ không chổi than, hàng công ty. Rất là khỏe luôn. Đầu 13 ly thì rất là khỏe luôn anh em nhé. Hàng cực kỳ là ngon. Bán 1.350.000. Và hôm nay tự dưng là không thấy, tự dưng là thấy sót còn 3-4 con luôn. Sót 3-4 con này. Bán luôn cho anh em 1.200.000. Em miễn phí ship luôn. Cam kết ngon bổ rẻ anh em nhé. Lên cho em con mã B19 cho em nhé. 1.200.000. Động cơ không chổi than, đầu kẹp 13 ly, 20 cấp trật, 3 chức năng. Khoan sắt, khoan gỗ, bán vít, bán tôn. Khoan có búa là khoan tường luôn. Có đảo chiều, có cò điều tốc đầy đủ cho anh em luôn. Hàng công ty bảo hành 6 tháng cho anh em luôn nhé. Giá tới tay các bác là 1.200.000. Em miễn phí vận chuyển toàn quốc này. Tiếp đến em còn đúng là hai bộ nhá. Hai bộ máy khoan đồ, hai bộ máy đục 17 ly hàng của Kingbro. Con này là hàng trưng bày tại cửa hàng. Đấy, nên là thực sự ra là tự dưng là còn sót cái con này. Còn sót có đúng một con này. Đầy đủ hộp các kiểu thôi nhưng mà còn sót một con. Lẻ mã đây này, em cũng thanh lý nốt luôn. Lẻ mã thanh lý nốt cho anh em luôn. Con này thì đây xem thông số kỹ thuật đây. Con này vòng tua là 1.400 vòng một phút này. Công suất của nó là 1.800W luôn. Công suất của nó cực kỳ là khỏe luôn. Giá thanh lý cho anh em có đúng một con máy lên cho em là B20 1.250. B20 cho em 1.250. Giá siêu rẻ cho anh em luôn rồi. Miễn phí ship cho anh em luôn rồi. Các bác nhá. Rồi, tất cả các mã sản phẩm thực ra là toàn những cái hàng mà bị bay màu hộp thôi. Đấy, giá rẻ thanh lý sập sàn luôn. Anh em có nhu cầu mã hàng nào anh em gọi trực tiếp cho em. Có các đầu số em để trên màn hình nhá. Đó là 0929826628 và 0982826628. Cửa hàng nhà em ở tại Lý Nhân Hà Nam. Anh em nào gần có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng và test hàng anh em nhé. Và em xin kết thúc cái video tại đây. Các bác mà có nhu cầu hàng trưng bày này, giá rẻ sập sàn thì alo trực tiếp bên em. Và anh em quan tâm bên em thì nhớ đăng ký kênh hoặc ấn chuông thông báo để cập nhật video clip mới nhất nhé. Xin chào và tạm biệt tất cả các bác ạ.